Hello tất cả anh em nhé. Hôm nay mình tiện mua phụ kiện cho một vài công trình, lại lấy thêm hàng Kim Long để phụ kiện dành cho các loại cửa nhôm sinh pha Quảng Đông. Đấy. Thì mình nhập thêm một loạt hàng. Hàng của mình toàn là hàng Kim Long chính hãng xịn này nha. Đấy. Thì giới thiệu với anh em là mình nhập của cái công ty độc quyền chuyên về kinh doanh độc quyền phụ kiện Kim Long. Đấy. Thì mình cứ nhập nhiều cho nên là người ta tặng mình luôn cả cái cuốn catalog này. Đấy. Về phụ kiện Kim Long. Đấy. Loại gì cũng có, nhưng mà đây gọi là thông dụng thôi nha. Đấy. Thông dụng. Thì mình cứ nhập nhiều nhiều vào đây, rồi có anh em nào có nhu cầu thì mình lại để lại cho. Thì mình nhập hàng ở đây thì nó giá nó cũng cao hơn thị trường một chút, nhưng mà nó được cái là nó chuẩn hàng 100% là chính hãng. Đấy. CO, CQ đầy đủ. Bạn nào muốn có hóa đơn các thứ thì đều cung cấp được. Thêm 10% VAT. Tại vì là mình nhập hàng này thì mình có không lấy hóa đơn thì người ta vẫn cứ xuất hóa đơn cho mình. Hàng nhập khẩu chính ngạch mà. Đấy, thì nó là công ty Kim Long Việt Nam. Nó là hàng độc quyền của Kim Long tại Việt Nam rồi. Thì họ xuất cho mình là công ty trách nhiệm sinh pha đo này, này. Đấy. Thì mình đa số mình nhập hàng chính hãng thôi. Anh em nào muốn hàng chính hãng, hàng xịn mà không phải lo về chất lượng, rồi là rồi mình bảo hành cho khách lúc nào cũng yên tâm nhé. Chứ hàng Kim Long nhiều khi là hàng giả, hàng nhái rất nhiều. Thì mình tiện đây là mình bạn nào có nhu cầu thì mình lại để lại cho. Tại vì mình hay nhập nhiều cho nên là cũng sẵn hàng. Thì đây nó rất nhiều thứ nhá. Phụ kiện Kim Long thì nó rất là đa dạng. Đây là cái chốt rút này. Đấy. Chốt rút ngắn, chốt rút dài. Đấy. Rồi đấy, mình khui thử cho anh em. Đấy, thì đây là chứng chỉ của nó này, certificate. Đây là bản lề 4D. Rồi đấy, nó nhiều thứ lắm, nên mình lần lượt mình giới thiệu. Đây là khóa Kim Long. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái bản lề 4D trước nhé. Thì đây là cái chân bản lề này. Đây, chân ngắn, chân dài. Ốc vít của nó xịn lắm này. Đấy. Thì mình sẽ trích ra mấy cái bản lề để giới thiệu với anh em. Ai có nhu cầu thì cứ alo, mình nhượng lại cho nhá. Một số anh em ở vùng sâu vùng xa thì nó cũng ở các tỉnh ấy, mua hàng xịn cũng hơi khó đấy, cho nên là bạn nào có nhu cầu thì cứ gửi đơn là mình sẽ cung cấp cho. Đây là cái bản lề của nó đây. Đấy. Chữ Kim Long này rất là sắc nét nhé. Đấy. Sơn tĩnh điện của nó thì tuyệt vời luôn. Thì mình giới thiệu cái đây là mặt cắt của cái khung bao cửa đi này. Đây là cái cánh cửa đi này, ở trong này. Đấy, thì chúng ta phải xoay cái chiều bản lề như này. Cái chân dài nó sẽ, cái chân dài này này, nó sẽ ăn vào khung bao của cửa đi. Đấy, như này. Thấy chưa? Anh em nhìn thấy không?
nha. Đấy, chân dài nó thế. Cái này thì mình không phải khoan khoét gì, mình cứ đặt vào là chuẩn thôi, là mình luồn vào. Đấy. Thấy chưa? Cái luồn vào là ok. Thả nó vào thôi. Đấy, và bắt vít của nó đây. Ok. Thế là cái chân dài nó luôn vào khung bao nha. Thế còn cánh là sẽ dùng cái mặt này ngửa ra. Đấy, cái bên cánh sẽ có chân ngắn này nhá. Đấy. Thì nó sẽ nằm như này và khe hở luôn luôn được 5 ly. Đấy là bản lề 4D cánh khung. Thì cái này nó rất nhiều màu nha, màu trắng và có hai màu thôi chứ không phải là nhiều đâu. Màu trắng và màu đen. Đấy, kim long là như thế, còn một số cái màu khác thì nó vẫn sản xuất nhưng mà nó bán chậm cho nên là nó không nhập về. Thì đây là cái bản lề cánh khung nhá. Khung cánh đấy. Thì nó như này và chân nó như này. Thế còn đây thì là bản lề cánh. Khi mình làm cửa bốn cánh ấy, thì nó sẽ dùng cái bản lề này nối giữa cánh nọ lẫn cánh kia. Rất nhiều người cứ hỏi bảo tại sao mua về mà lại bản lề cánh này lại không lắp được. Thì để phân biệt được anh em mua cái loại như thế này. Cánh khung thì cái chân nó như thế này. Thế còn hai mặt này giống nhau nhá. Đấy. Cái mặt ngắn này giống nhau, chân thì cũng giống nhau. Thế riêng cái đường dài này khác này. Đấy, để vào anh em nhìn này, sợ phân biệt này. Cái này nó phẳng hơn này, nó thẳng này. Đúng không? Cái bề mặt nó thẳng như cái này là nó trồi lên này, nó hất cao lên này. Thấy chưa? Thế để hai cái cạnh nhau để anh em theo dõi dễ. Thấy chưa? Hai thằng này thì cái dưới là cánh khung. Đấy, nó gồ cao lên, nó cọc xuống. Đấy, còn cái cánh thì cái chân bên này nó sẽ thẳng như này. Đấy, anh em để ý nha. Thế thì mình giới thiệu là đây là cái bản lề cánh khung nhá, khung cánh này. Cái này ăn vào khung này, cái này ăn vào cánh này. Đấy, thì mình lắp đúng cái chiều vát của nó nhá. Đấy, cứ luồn vào thôi chứ không phải luồn bản lề sau vẫn được nhé. Còn cái này vào đây. Đây mình để hai cái gần nhau để anh em phân biệt này. Thì cái thằng này nó vòng lên này, đúng chưa? Cái chân nó như thế. Thế còn hai cái chân ngắn thì nó đều giống nhau nhá. Hai chân ngắn mặt giống nhau. Thế nó khác ở cái điểm này này. Nó khác điểm cái thằng này phẳng này. Đấy. Cái chân to chân dài này là phẳng, thằng này thì vòng lên. Đấy. Thì ở đây thì nó có một cái chân này thì mình thấy người ta cung cấp thì cũng không được chuẩn, tại vì là khi mình gác bản lề lên ấy, cái điểm mình gác này thì nó lại nằm ở trên này, mà trong khi đó cái này nó lại sản xuất cho nằm ở phía dưới. Đấy là một cái lỗi của nhà sản xuất. Thì họ vẫn cứ đưa cho mình đầy đủ bộ này thôi. Nhưng sau này mình lấy ra này bán nhôm vụn thôi. Đấy. Thì cái bản lề nó sẽ nằm như này nha. Đây anh em nhìn nha. Đấy. Bản lề nó nằm như này. Nhưng mà cái chân thì nó lại nằm bên dưới, chứng tỏ nó đang bị sai nha. Đấy, cái này nhét lên trên này không được. Ok không? Thế thì mình bỏ cái chân này đi, mình bắn vít trực tiếp vào đây. Thế là ok thôi, chứ không cần phải cứ phải nhét cái chân vào mới được nhá. Đấy, thì khi mình bắn vít vào đây thì mình bao giờ mình cũng để hai con vít dài đi. Vít vặn hoặc là vít của mình mua vít dài mình bắn xuyên qua lớp này, xuyên qua lớp này đến cái lớp cánh này nó mới có tác dụng này. Đấy. Thế thì mình mua vít khoảng độ 6 phân là đủ xuyên nhá. Đấy. Thế thôi, còn cái bên này thì bắt vào cái cánh bình thường nhá.
Đây mình để mình ráp cái cánh vào cho anh em xem này. Đấy. Đấy thì bề mặt nó sẽ như thế này nhá. Ok chưa? Đấy thì khe hở nó vẫn là 5 ly. Đấy mình lấy đề C mình làm mẫu thử cho anh em. Thế thì các bạn yên tâm là bỏ cái này đi, không vấn đề gì cả nhá. Đấy thì tại sao lại phải có cái bản lề cánh cánh là như thế? Thì cánh cánh nó ngoài cái ý nghĩa đấy ra, nó còn có cái ý nghĩa nữa là khi mình làm cửa bốn cánh thì bao giờ nó cũng có cái cánh phụ để mình làm chốt. Chính vì thế là nó sẽ, cái chốt này là chốt rút nhá. Giới thiệu anh em này, chốt rút. Mình nếu chốt bên trên thì mình làm chốt dài, mà bên dưới thì mình làm chốt ngắn. Đấy thì nó sẽ nằm ở đây. Ok chưa? Đấy. Lúc này là cái chốt rút nó sẽ nằm. Đấy đây thì mình cũng có cái cửa bốn cánh đây rồi. Thì đấy cái vị trí nó nằm như này. Ví dụ đây nó nằm cánh cánh như thế này. Đấy mà nó sẽ hở là 5 ly thôi nhá. Đây mình bóp chặt vào. Thứ hai nữa là chính vì cái bản lề nó có cái hay cái là đảm bảo để cho anh em là có cái chốt cánh phụ ở đây. Đấy. Ngược không? Đấy. Cái chốt cánh phụ nó luôn luôn nó thông suốt nhá, không nó không bị vướng víu gì. Đấy. Ok chưa anh em? Thế và lắp bản lề vào thôi. Đấy, cái khe hở này thì nó rơi vào 5 ly thôi nhá. Anh em vặn vít vào là nó co vào. Đấy, chốt rút nó nằm ở vị trí này nhá. Đây là đã giới thiệu cho anh em cái bộ bản lề 4D dùng cho cửa 4 cánh. Thì nó bao gồm là bản lề cánh khung và bản lề cánh cánh. Đấy. Lưu ý là bản lề cánh cánh thì nó sẽ lắp như vậy. Đấy, và các anh em ra cường vít vào đây cho nó chắc chắn vào. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Ai có nhu cầu về mua bản lề thì cứ alo nha, mình sẽ cung cấp lại cho. Đấy thì bản lề chính hãng được bảo hành rất là bảo hành và bảo đảm 100% là hàng chính hãng nhé. Nếu mà phát hiện được sai hỏng thì sẽ chịu phạt 1 gấp đôi. Video xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ cho xin 1 like, với lại ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhá. Cảm ơn.